Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, thời gian qua, hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ kịp thời, có phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo đó, thì các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã triển khai đầy đủ, kịp thời nhiều nhóm chính sách hỗ trợ cho trên 8.000 người với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó tập trung chi trả hỗ trợ cho hơn 2.000 F0, F1 là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi phải điều trị, cách ly y tế. 566 người nhiễm COVID-19, 230 người lao động ngừng việc do phải cách ly y tế và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn. Thông qua chính sách hỗ trợ của chính phủ đã góp phần giúp cho người lao động, doanh nghiệp, những đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu có gần 80.000 người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 98% trong đó thì trên 45.000 hộ dân đào giếng, giếng khoan sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho vay vốn. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp cho trên 34.500 người với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Ngoài ra còn lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình có hợp phần cấp nước nông thôn khuyến khích các hình thức góp vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh để đa dạng hóa các hình thức đầu tư tạo cơ hội cho các nhóm hộ tổ hợp tổ hợp tác xã uh, giúp nhau góp vốn và vay vốn tín dụng hoặc bỏ vốn tự có đầu tư vào các dịch vụ cấp nước và vệ sinh nông thôn hiện nay việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai đang phát triển ngày càng mạnh nhưng trên thực tế địa phương này đang thiếu lao động trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp và trước xu thế tất yếu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, trường Cao đẳng Lào Cai đã tập trung đào tạo nguồn nhân lực 4.0 để thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa. Là sinh viên khoa Nông lâm xây dựng trường Cao đẳng Lào Cai, với Đỗ Huyền Lan Anh, mỗi tiết học là một trải nghiệm thú vị. Cùng với học lý thuyết, Lan Anh và các bạn đồng học còn được thực hành trực tiếp trên các mô hình thiết bị, máy móc hiện đại. Chương trình học thì rất là đa dạng ạ. Bọn em có được đi ra thực tế rất là nhiều ạ. Ngay cả khi về gia đình thì bọn em có thể làm việc, giúp việc ngay cho trong gia đình mình luôn ạ. Khoa Nông Lâm xây dựng trường cao đẳng Lào Cai hiện đang đào tạo 3 nhóm ngành nông nghiệp, thú y và xây dựng với gần 300 học viên đang được đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Gắn lý thuyết với thực hành, nhà trường đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới hiện đại trên diện tích 2.200m2, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Chúng tôi đã xây dựng chương trình đào tạo đúng đạt 70% kỹ năng, 30% lý thuyết. thế Và chương trình đào tạo này thì sẽ được trước khi ban hành sẽ được có hội đồng tư vấn thẩm định và hội đồng này thì cũng có, có nhiều thành phần gồm có các nhà giáo, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động cũng như là các chuyên gia để thẩm định để xây dựng một cái chương trình đào tạo nó phù hợp với điều kiện cho xã hội mà cũng đảm bảo được kỹ năng tay nghề cho người học thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao công tác đào tạo nhóm nghề nông nghiệp huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp hợp tác xã các tổ chức cá nhân và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia trong việc tổ chức đào tạo nhóm nghề nông nghiệp nhất là nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết địa phương này sẽ tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 tới đây trên địa bàn tất cả các huyện thành phố trong tỉnh. Và trong khuôn khổ của tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra chương trình Farm Trip tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch với sự tham gia của 100 doanh nghiệp lữ hành đến từ 3 miền Bắc Trung Nam, giải du lượn đường trường Putaleng, Quốc tế mở rộng lần thứ ba, tổ chức các không gian trưng bày triển lãm như không gian trưng bày quảng bá giới thiệu trà thưởng trà với chủ đề hương sắc trà xuân, không gian triển lãm giới thiệu hoa lan cây sinh vật cảnh toàn quốc. Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động sự kiện tiêu biểu như tuần văn hóa du lịch huyện Tam Đường, giải Việt dã đường đá cổ Ba Vi, giải Marathon hành trình chinh phục Pu Cap. Tuần du lịch văn hóa Lê Châu năm 2022 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá kết cầu, thu hút khách du lịch đến Lai Châu, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.